Dù Sam 2 bị Mỹ bắt bài, Việt Nam vẫn hạ B-52 bằng cách riêng. Trong trận quyết chiến chiến lược trên bầu trời Hà Nội tháng 12 năm 1972, dù các tổ hợp phòng không Sam 2 của chúng ta đã bị Mỹ bắt bài từ trước, không quân Mỹ vẫn phải nhận thất bại cay đắng tột cùng. Năm 1965, hệ thống phòng không Sam 2 S-75 được Liên Xô bán cho Ai Cập và Syria để chống lại không quân Israel. Trong cuộc chiến tranh 6 ngày từ ngày 5 đến 11 tháng 6 năm 1967 giữa liên quân Ai Cập Syria với Israel, quân đội Ai Cập không chịu nổi đòn tấn công của các binh đoàn thiết giáp Israel nên tháo chạy khỏi sa mạc Sinai. Lính Ai Cập bị Israel bắt sống trên bán đảo Sinai. Trong quá trình rút lui không kiểm soát, phía Ai Cập bỏ lại hơn 20 bộ khí tài SAM2 cùng loại với khí tài mà Việt Nam đang sử dụng chống lại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ. Các bộ khí tài này được các chuyên gia vũ khí Mỹ mổ xẻ và nghiên cứu, áp dụng các phương pháp tác chiến điện tử nhằm đối phó với SAM-2, hệ thống phòng không SAM-2 do Liên Xô sản xuất. Đến năm 1969, đến lượt một hệ thống radar cảnh giới P-12 của Ai Cập bị rơi vào tay Israel. Toàn bộ kết quả phân tích được chuyển giao cho Mỹ. Như vậy, đến năm 1970, các loại radar phòng không chủ yếu của quân đội nhân dân Việt Nam đều đã bị đối phương bắt bài, và Mỹ đã chế tạo ra các loại thiết bị gây nhiễu rất hiệu quả đài P-12 bị thu giữ đang được trưng bày tại Bảo tàng quân sự của Israel. Như chiếc B-52D lúc đầu mang 8 máy gây nhiễu, thì tới tháng 12 năm 1972 có tới 15 máy gây nhiễu, 2 máy phóng nhiễu giấy bạc. Những chuyên gia quân sự Mỹ tự tin cho rằng đối thủ lúc bấy giờ của B-52 không phải là tên lửa Sam-2 mà là máy bay MiG bởi mọi bí mật về tính năng kỹ thuật của Sam-2 đã bị Mỹ khai thác triệt để ở Trung Đông từ trước. Máy bay ném bom B-52 B-52 là máy bay ném bom chiến lược, có khả năng gây nhiễu điện tử rất lớn. Một top 3 chiếc B-52 có 45 máy gây nhiễu, tất cả nhiễu đó tạo thành giải nhiễu trồng chéo, dài đặc, đan sen, công suất rất lớn và rộng. Chưa kể bay kèm B-52 là đội hình máy bay chuyên tác chiến điện tử, gây nhiễu radar và các thiết bị gây nhiễu ngoài đội hình. Việc địch sử dụng tác chiến điện tử cực mạnh khi radar của hệ thống phòng không không thể phát hiện và khóa mục tiêu được với B-52. Các đài radar P-12 của các tiểu đoàn tên lửa SAM-2 chỉ thu được các giải nhiễu đậm đặc, có lúc làm trắng xóa cả màn hình, gây rất nhiều khó khăn cho bộ đội biên phòng không quân. Tác hại của việc không quân Mỹ sử dụng tác chiến điện tử làm tên lửa SAM-2 của chúng ta khi phóng lên, không thể điều khiển, có khi rơi ra chỗ khác hoặc đi lệch mục tiêu và tự nổ. Cụ thể là vào ngày 13 tháng 4 năm 1972, B-52 đánh vào Thanh Hóa, chúng ta có hai tiểu đoàn tên lửa ở khu vực này, nhưng vì radar bị nhiễu rất nặng nên cũng không đánh được B-52. Tên lửa Sam-2 rời bệ phóng. Đặc biệt sáng sớm 16 tháng 4 năm 1972, 12 chiếc B-52 đánh vào Hải Phòng, đúng lúc Sư đoàn Phòng không 363 đang diễn tập phương án đối phó B-52. Trong trận đánh này, Sư đoàn 363 đã phóng một loạt tên lửa nhưng không hạ được chiếc B-52 nào của đối phương. Qua nghiên cứu các thủ đoạn gây nhiễu của địch, các kỹ sư của chúng ta nhận thấy một điều đặc biệt. Máy gây nhiễu địch không gây nhiễu rãnh sóng 3cm. Đối với Việt Nam, phát hiện này là vô cùng quý giá. Lý do là khi đó chúng có trang bị một loại radar do Trung Quốc chế tạo viện trợ cho ta làm việc ở rãnh sóng 3cm. Đó là đài radar bắt mục tiêu K860 thường dùng cho pháo cao xạ 57mm. Đài K860 làm việc ở hai rãnh sóng 10cm và 3cm. Với phát hiện trên, chúng ta đã ghép phần tử mục tiêu của radar K860 làm việc ở giải sóng 3cm với đài điều khiển SAM-2. Tháng 11 năm 1971, bộ khí tài đầu tiên được chế tạo thành công và được đặt tên là KX. Tháng 2 năm 1972, Bộ Quốc phòng chỉ thị đưa radar K860 vào thực chiến tại tiểu đoàn 89, trung đoàn 274, lúc đó bố trí tại Quảng Bình, để kiểm nghiệm lại khả năng bắt mục tiêu B-52, chống nhiễu và chống tên lửa Strike. Kết quả trong 2 tháng, từ 22 tháng 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 1972, khí tài KX đã bắt được mục tiêu 18 lần, trong đó có 2 lần bắt được B-52 và 16 lần bắt được máy bay chiến thuật. Tiêu đồ viên bán sát, tiêu đồ viên bám sát mục tiêu B-52 sau các kết quả rất khả quan, Bộ Tư lệnh Quân chủng quy định cho triển khai đề tài cải tiến lắp vào 6 bộ khí tài S-57 Davina Sam-2 ở Hà Nội để chuẩn bị đánh B-52. Tuy nhiên, chỉ hoàn thành được 2 bộ, kể cả bộ thử nghiệm Hai bộ khí tài được lắp cho tiểu đoàn 79 trung đoàn 257, bố trí ở Nam Sông Hồng và tiểu đoàn 57, trung đoàn 261, bố trí ở Bắc Sông Hồng. Tên lửa Sam 2 bảo vệ Hà Nội năm 1972. Trong chiến dịch điện biên phủ trên không năm 1972, tiểu đoàn 57 đã tận dụng tốt thông báo phân tử mục tiêu từ radar K860 để đánh B52. Trong trận đánh rạng sáng ngày 21 tháng 12, chỉ trong 10 phút, tiểu đoàn 57 đã đánh một trận xuất sắc, bắn rơi 2 B52 bằng 2 quả đạn S75 đặc biệt ở tiểu đoàn 79, đã bắn rơi một B-52 hoàn toàn bằng phương pháp so kim thống nhất phân tử với radar K-860. Thấy được hiệu quả của đài K-860, sau ngày 25 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân chủng cho sử dụng toàn bộ đài K-860 có trên địa bàn Hà Nội để bắt B-52. Nếu bắt được mục tiêu thì thông báo ngược về các sở chỉ huy. Vì vậy, từ 26 tháng 12 trở đi cho đến khi kết thúc chiến dịch, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi giòn dã hơn. Tên lửa phòng không Sam-2 đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ. Điều đặc biệt là radar K860 có khả năng phân biệt B-52 với các loại máy bay cường kích tiêm kích giả, tín hiệu nhiễu B-52. Đó là do các đặc điểm riêng của tín hiệu phản xạ B-52 thu được trên K860. Radar cảnh giới của đại đội 45, trung đoàn 291, đơn vị phát hiện top B-52 đầu tiên đánh Hà Nội. Ngoài ra, đài K-860 còn có lợi thế không bị tên lửa trai tấn công, do loại tên lửa đó chỉ nhắm vào rãnh 10cm của đài triển khai tên lửa. Do đó, khí tài gần như thoát được sự chống phá điên cuồng của không quân chiến thuật Mỹ trong hoạt động chế áp điện tử. Đài điều khiển tên lửa SAM-2 bắn rơi B-52 Mỹ trong chiến dịch điện biên phủ trên không. Sau hơn 40 năm của chiến dịch 12 ngày đêm 1972, những bí mật đã dần được hé lộ và chỉ khi đó các chuyên gia của không quân Mỹ mới chịu ngả mũ thán phục khả năng sáng tạo của Bộ đội phòng không Việt Nam và thừa nhận những điểm yếu chí tử trong chiến lược của mình. Sang máy bay B-52 bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc tháng 12 năm 19. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.